gì cũng biết. Mặt gì cũng chơi. Mặt gì là cũng là mặt của tao. Mặt gì là mặt tao. Mọi đừng lôi cái mặt chửi nhau ra đó. Cái đỉnh núi Tam Đảo nó cao thế mày không biết nhìn. Không biết mày nhìn. Toàn cứ nhìn mặt nhìn nhỉ. Đi về hướng Đông Nam. Rồi được rồi, có gì thì anh cảm ơn nhé. Không có gì thay đổi thì anh vẫn tiếp tục cảm ơn. Ờ, cứ xuống nhà xe đỗ đấy nhỉ, mình cứ xuống đi nhỉ. Từ từ cứ đã xem, từ từ xuống nóng lắm. Các anh đừng mời xuống. Quý khách xuống xe để đến. À xe điện nư à. Đấy thôi nào, bây giờ xem ra để xe ở đâu. Bây giờ chàng xong chàng phải để xe ở đâu. Thôi người ta để đâu mình để đấy đi anh. Ừ. Đấy mình đi gần được bao nhiêu chứ không mình đi xuống kia thì chỉ đi được 4 giờ. Con chuyển là 20 trang đấy nhá. Ừ, ok. Đừng dài quá mà. Sao ba thầy là 30 trang là tôi biết 30 trang thì chỉ phải 15 trang. 30 trang này trong hướng dẫn. Tôi chỉ 18 thôi. Cái gì? Đề án á? Ừ. Trọn đời mình gần bên nhau. 30 trang thì mình mẹ copy back 30 lần. Mình đếm số lần ra. Đấy, bắt đầu. Đó. Thế nào? Cái kia là cái gì? Chị gần đến đây nhiều chưa? Ồ, như là lâu đài ấy, nhà 1, 2. Làm tự nhiên đây là kiểu làm Arab. Làm kiểu này là cái này nó có bóng dáng ở đâu nhỉ? Arab. Thì nó gọi là Tây Thiên mà này. Tây Thiên. Gọi là Tây Thiên. Cái chỗ gọi là ngày xưa là thu nhỏ, ngày xưa gọi là đại đường. Đại bảo tháp. Madala Tây Thiên. Đấy. Mát. Úi giời, chồng nó thế cơ mà. Nó đau như thế. Mà nó nghe tin báo nó đau quằn quại như thế chứ. Đấy. Xin kính chào các anh các chị. Hôm qua xin anh là đi xe riêng cho nên là hôm nay em đã có mặt. Vâng. Rồi, đang có mặt đúng giờ. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, xin đây là lớp chúng ta. Vâng. Dạ, không. À không, không lai đâu ạ. À không lai đâu. Em làm tư liệu thôi. Để sau cho lớp sau người ta học tập. Vâng. Xe trước à? Của các giáo sư già Phật học thì Phật giáo thì nhiều người rất là
đầu tiên ạ, ta sẽ bước xuống thêm một bậc nữa ạ. Vâng, tại vì đoàn khá là đông để về sau mọi người có chỗ đứng ạ. Anh ơi. Dạ. Em đây. Thôi người em xấu lắm không vào. Em có ở đây được rồi. Nhà anh có hai nhà họ Khẩm quê ở Vĩnh Tường. Ở Bình Phúc thì có huyện Lập Thạch và nhiều nhất ạ. À Lập Thạch, Lập Thạch. Lập Thạch ạ. Ở đấy có một xã là xã Cao Phong ấy, hầu như là cả làng cũng họ Khẩm. Họ Khẩm. Ở trong khu vực Đại Đình này, xã Đại Đình chúng em cũng có nhiều nhà họ Khẩm rất là nhiều. Họ đồng chí đại tá cũng một họ Khẩm ở cạnh nhà. Chào nhé. Xin chào. Viết chữ gửi tiền nhé. Vâng vâng. Cái đầu quay kia là cái gì? Này có ngôi đèn cộng đá đầu đen. À nó trông rung đầu đen to ấy. Đầu quay của nó đấy. À. Của DJI đấy. Vâng. À. À. Nó trông rung. Thì đã đổ xuống cấp rồi ạ. Nên là sắp tới là sẽ có một dự án để xây dựng lại đèn cộng ạ. Cái này là không biết nó làm từ bao giờ nhỉ? Dạ thưa anh,
công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng xây dựng cái tuyến cáp treo này là bắt đầu khởi công vào ngày 10 tháng 10 năm 2010 ạ. Và khánh thành và đi vào hoạt động đúng dịp lễ hội Tây Thiên năm 2012 ngày 7 tháng 3 dương lịch năm 2012 và ngày 15 tháng 2 âm lịch ạ. Lễ hội Tây Thiên đúng vào ngày 15 tháng 2 âm lịch ạ. Và họ xây dựng cái tuyến cáp treo này với tổng số vốn là 285 tỷ đồng, có 59 ca trên đó thì gồm có các hệ suất và hiện nay là chỉ để lên khoảng 35 cái ạ, với 13 cái trụ đỡ cao từ 20 so với 40 mét ạ. Của công nghệ thế nào? Đây là công nghệ của Poma cộng hợp pháp ạ. Cái độ mát của mình như tầm nào? Dạ ở đây không bằng đâu, tại vì ở đây nó chỉ là tầm 530 mét so với mực nước biển. Trên thị trấn Tam Đảo là trung bình là từ 900 cho đến 1.000 mốt so với mực nước biển. Thế nên là không thể mát bằng ở trên đó đâu ạ. Chỗ này chính là nó nên có cái cửa sổ nhỉ. Đây thì cũng có một cái vài cửa à, khí hậu ở đây thì cũng mưa nắng thất thường anh ạ. Vâng, nếu mà nhiều cửa sổ quá thì đến lúc mưa lại đóng ngoài tay. Đúng rồi, đây hơi nặng. Vâng. Hôm nay nhà mình đi thì trời cũng hơi oi chút ạ. Bác phải hiểu này, cabin này là cabin nó sản xuất của châu Âu. Đúng rồi, sản xuất châu Âu thì phải. Nó là như thế, nhiệt độ. Mình cứ đem nguyên si về cho nên. Nó chưa nhìn thấy hoa. Cứ dùng cái xe. Cái xe của mình mua châu Âu. Thế là nhưng mà ấm rất tốt, nhưng mà lại thấy có vấn đề. Hóa ra là bọn châu Âu nó có lạnh đâu. Di tích này chỉ nằm ở độ cao 530m so với mực nước biển thôi ạ. Thế là cái đỉnh núi Thạch Bàn này thì cao hơn rất là nhiều ạ. Cao đến khoảng 1.400-20m so với mực nước biển cơ ạ. Và di tích chỉ nằm ở cái độ lưng chừng núi thôi ạ. Cái dãy núi Tam Đảo này thì nó có khoảng tầm 20 ngọn núi lớn nhỏ, khác nhau và kéo dài khoảng 80 cây số và thuộc về ba tỉnh đó là Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tuyên Quang ạ. Và trong đó thì có ba cái đỉnh núi cao nhất và đẹp nhất, đó là ngọn Thiên Thị, ngọn Thạch Bàn và ngọn Thường Nghì ạ. Và ba cái đỉnh núi đó thì nổi lên trong mây giống như là ba cái hòn của người thôi. Không nói thế chứ người mình cũng mình.